Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết Seng Egipter, à Seng Egip Pan Roman, là quân của các tuyển thủ bên phía team Hà Nội. Căng rồi. Việt cầm Summerian để đầu cánh mới đều. Thôi khốn nạn rồi. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thì đến với quân gì ấy. Tôm cầm Min Wan thế này căng rồi. Để cho Việt cầm thì hay hơn rất nhiều. Đây là siêu nhân cầm ba bi bon, nhà loáng thoáng là thấy bà voi, không cần biết gì. Như vậy thì Gunny sẽ là người dâng lờ chém phú Max C. Bên kia có Seng, Taliban, Roman và Egypt. Úi giời, thế này thì đâm nhà ấy cũng hơi khó và cũng hơi khoai. Như vậy thì chúng ta hãy cùng đến với Gunny để xem Gunny anh thể hiện cái tài chém phú của mình như thế nào. Đấy mới là điều quan trọng. Max C sẽ là người phải đâm y và gây đột biến cao trong trận thi đấu này. Vâng, quay lại màn hình máy của game thủ Gandhi. Một bài mà Gandhi sẽ phải cân được đôi thì các cái thủ ở phía Thái Bình mới có cửa thắng. Thì bên kia có cả Seng, có cả Egypt. Rất khó là các game thủ bên phía team Thái Bình để anh có thể có một trận chiến thắng ở trong trận đấu này. Ối giời ơi, cái gì quạt vẻo. Màn hình máy gần bông rồi, mong sao có một bài nhiều rừng. Tôm đầu, đây là ba bi bon 17/20, một voi. Ôi thật, thôi ông này xong rồi, tôi biết ngay. Vâng, một cụ đã đi, chấp một dân, không sao cả, đỡ phải đóng một cái be khi mà gỗ đang thiếu. Phong cách của siêu nhân nó phải thế, chết đi một dân để đỡ phải đóng một cái be. Cá hay, tôm vui đâu, tôi xong rồi. Mi đoàn thế này, cứ sang cái nhà ông nào, ông ấy chết dân rồi thế nào. Có lẽ quay trở về màn hình bắn gắn đi thôi. Tôm đã đi một dân, siêu nhân đã đi một dân. Vậy thì Tôm đang có một bài cầm Min Wan cực xấu. Và có lẽ là Min Wan sẽ là người dâng lờ để cho Việt M đánh cung. Chắc chắn là như vậy. Quay lại Max C của game thủ Gunny. Gunny đang có một bài khá khỏe. Hai voi về nhà và đây là một quả phụ của game thủ Gunny. Bắt đầu cắt dân ra, ăn quả phụ. 24 dân trang, gần như 25. Đối với Max C cứ 25 dân thì mới đánh được, bởi vì Max C còn phải nhiều lực để có thể đâm y cũng như là công ca nếu cần thiết. Một bài khá khỏe của Max C, chuẩn bị kích đời rồi. Vâng, 7:50, Gunny đã kích đời thành công. Kéo dân đi đâu đây? Ăn hiểu tiếp cũng được, không sao cả. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy một bài Max C, nhưng dường như Gunny anh lại chưa đi đem dân đi dâng lờ. Không hiểu ý đồ Gunny là thế nào. Dù con ngồi sau có chỉ đạo chiến thuật trong tên này không? Dường như là Max C phải đánh y thủ để chắc nhà. Khi ở Việt M, nếu một mình Việt M chắc nhà thôi thì sẽ rất khó. Nhưng Max C vậy này thì cũng không thể đánh không thể đánh thủ chắc nhà được. Không thể đánh kiểu gì mà thủ chắc nhà được. Cũng là điều quan trọng. Cắt tiếp dân ra để có thể ăn thịt hiêu trong trận thi đấu này. Bạn căng rồi. Đóng BM nữa thôi. Đây là BM. BL sẽ đóng ở bãi hiêu chăng? Đợi gỗ thì đóng một cái BL ở bãi hiêu. Như
Vậy là mồ tám đã lên đời sau. Mồ tám là người cầm Roman. Tầng 1 nào mồ 6 đã lên xong rồi. Xem là Egypt Roman lên đời sớm hơn cả Sen. Như vậy Sen một vài đánh cung, Sen Egypt đều đánh cung. Taliban của màu 7 lên đời buồn. Thì có lẽ là Linda có một bài cầm Taliban hơi đói. Bắt đầu cắt dân đi, vừa dân y và có thể vừa tìm đồ ăn hoa của Max C. Bài quen thuộc, không có gì cả. Đầu cánh nhà sói y vải. Ô không rồi, không xong rồi, gặp ngay Roman đầu cánh. Chưa đi đâu được, chưa lang thang được tí nào thì đã gặp ngay nhà của cái tuổi em bé. Bây giờ thì phải lấy ngựa giò cũng như nông dân. Dân quân phối hợp với nhau để có thể chơi chết ngựa giò này, chết người. Quá hay, có cần cắt thêm thằng nữa đi không? Đúng rồi, một thằng thì đang còn nửa bình máu, một thằng vẫn đầy bình. Cần cắt thêm thằng nữa đi cho nó cẩn thận. Nhà của siêu nhân sẽ một vài đánh cung. Đây là Tom Cruise vẫn quyết tâm đánh cung, đánh bằng được cung trong trận đấu này. Còn thế bài này thì tôi vẫn chỉ tin tưởng Dũng Con rồi, tin tưởng nhất vào Dũng Con cầm cung ở trong cái bài này. Nhưng mà Dũng Con có những bài cầm cung cực ảo, nhà không có rừng, không có thế nhưng anh vẫn có thể đánh cung. Đây là Max C, 25/32/28 đã lên đời xong, lên đời cực sớm. Đóng một cái nhà bi giữa bản đồ, giống y thẳng mõm nhà của ai đấy. Tùy. Đây là Babybon, không, Babybon cũng đánh chém. Những pha, vâng, chúng ta có thể thấy những pha vẩy e liên tục. Vâng, chỉ trực để vẩy e của siêu nhân đế chế. Cần phải nâng bánh xe sớm, nhanh còn kịp. Vâng, tắt tơn lạc đà đi nâng bánh xe, cố như thì đã đủ rồi. Úi giời, lạc đà đây đến nơi, tươi rồi, chắc có một con này. Ba con nữa đâu, đây rồi, hai con lạc đà đã đến nơi, nâng cái bánh xe đấy anh. Thực thì nhiều, gỗ cũng nhiều, sao lại không nâng bánh xe, nâng, chỉ với nhà BM. À nâng rồi, ôi nâng khá lâu rồi, một bài quá khỏe của siêu nhân, anh thật sự là siêu nhân. 31/40, bây giờ thì có biến hình yến hoàng không, hay là sẽ một bài đánh chắc nhà. Egypt là người dâng A trong trận thi đấu này. Egypt dâng A và siêu nhân sẽ đi vào tất cả nhà A này của cái tủ Gunny. Ba chị em đứng đấy khá kinh nghiệm, dường như đang có Dũng sau, Dũng Con ngồi sau rồi. Chính vì thế mà những tên như thế này, cái tủ siêu nhân anh cần phải có những người kinh nghiệm như Dũng Con. Không, để cho người ta làm gỗ đã, tôi biết ngay, để người ta làm gỗ hoặc phi yêu đã, hoặc phi voi đã, thì siêu nhân đế chế anh mới vào trong tên vừa rồi. Chứ không thì kiểu gì vừa đóng ép xong người ta cũng sẽ rất nhớ những cái BS như vậy. Chỉ có đang ăn yêu ăn voi thì chẳng may đang đi đánh nhau thì người ta mới quên thôi. Những tên như vậy thì siêu nhân anh cần phải để ý hơn, để cho người ta làm gỗ hoặc ăn voi trong tên vừa rồi. Siêu nhân sẽ có thể kin được nhiều dân của em bé. Quay lại màn hình máy của Max C. Bây giờ thì nhà Sen là người đánh cùng. Ôi thì càng được Sen nhí với đều. Tên này đấm vào nhà hàng đi khó. Một tay trời trời đang mang cả dân sang đảo. Quá khó. Đấm vào nhà hàng đi tên này sẽ một vấn đề lớn, một vấn đề lan giải. Nhưng mà dù sao cũng đã có sự góp sức của siêu nhân kia rồi. Đã có siêu nhân ở trong này. Và siêu nhân đâu? Biến hình đi. Vào trong nhà của Hoàng Minh đi. Chúng ta phải ruộng khá hay. Đóng cái bia, đừng bảo anh solo. Đấy, không phải anh solo đâu. Và cắt đi, vẫn chưa đút được vào, hơi căng. Trong này vẫn đang hơi khoai. Siêu nhân anh vẫn đang bị vẩy e điên cuồng. Lạc đà vẫn đang khá là khó chịu. Như vậy là cắt đi vào chưa? Cái kia vào được, cắt đi không để ý, anh đang quá mất tay. Những con đi chĩa chiên đồng ba. Chiên đồng ba, đừng vào đi. Không vào, nhà Hoàng Nhi dường như đã bùng rồi. Những con đi chảy vào khá sớm, nhưng bây giờ thì Linda đang sang cứu hộ. Vâng, Linda đang sang cứu hộ nhà của cái tủ Hoàng Minh Nhi. Thế này thì Hoàng Minh Nhi đang vác y vác nông dân đi rồi. Linda cầm Taliban, quá khỏe. Đợi cần phải có những tôm của viện VM chéo cánh sang hoặc tôm. Cần thiết là tôm. Tôm đâu? Ôi giời ơi. Thả Lai đã đè ngay những tôm đầu tiên. Egypt là người dân An, có bó xẻ tôm. Thì bơm thực cũng như là vàng cho ai được. Mà tôm cần có một bài dâng A lại, hoặc là dâng A đóng A tại nhà của Việt. Việt đã đánh chém để chém cho cái thủ tôm lui rồi. Vậy sẽ khó. Đây là Max C, cũng bơm đến 5 lít thịt cho ai đấy. Thì như bơm cho tôm thì phải. Tôm sẽ có một bài dâng A.
dưng à. Ố ở đây, đây là em bé. Cái cách gặp nhau ở trong cái chuồng lợn thế này hơi hơi khổ. Tôi căn đi cho người bất lợi khi mà em bé có bánh xe. Tôi chấp nhận vậy thôi. Bây giờ thì cả dân cả quân đang về thủ nhà cho Hoàng Minh Trí trong đơn này. Cũng còn là gà của nguyên thủ siêu nhân. Cần phải đẩy đi hơn. Siêu nhân là cái biến hình biến ảo điên điên đảo. Có cần thì phải nâng cấp cả chặt gỗ chặt kèo. Đóng A tại nhà của mình để có thể thủ nhà tốt hơn trong tên này. Nhà siêu nhân anh sẽ là người bơm đồ chính. Anh sẽ là nhà tài trợ chính trong chương trình này dành cho Tom Cruise. Đóng A ở đâu? Hôm nay càng đánh càng tụt được nhà không? Đây rồi, có chỗ đóng A rồi, khá gần với nhà A của game thủ Tuti. Không thể đùa được với Tuti. Đây là 7 gùa. Thôi xong rồi, cắn đi tên này fit rồi anh ơi. Fit rồi. Bạn đang Việt mà đang nở tham. Bài đánh hay của Việt nhưng mà dường như là cũng không thể cưỡng lại được. Quá khó. Em bé mang mấy cả dân để đập dân của Gani. Nhưng mà trận trước Gani đã quấy rối tình dục quá gắt vào nhà của em bé, khiến em bé không thể làm gì được hơn. Babybon năm nay 26/52. Babybon vẫn chưa thể to được, không hiểu là thế nào. Bây giờ thì những con cung rờ của cái chủ tư ti là lợi hại. Khi mà một tích cung rờ với Zip đi đâu sẽ san bằng đến đấy. Nhà của nhà siêu nhân cũng như là nhà Tom Cruise sẽ bị bung trong bên này. Tôi thì đã bung từ những tập trước rồi. Bung tập 1. Nhà của siêu nhân sẽ bung rồi. Ê, trận này. Đây vẫn là một con ngựa giò, một ngựa chém của game thủ của game thủ Gani bơm tiếp đồ cho Minoan của Tôm để Minoan của Tôm có thể khỏe. Minoan Tôm tham mới chỉ 28/40 rồi. Vàng thì cũng đã có, chỉ là thực chẳng đến đâu cả. Quá khó Tôm trận thi đấu này. Chúng ta cùng chờ đợi xem Tôm có thể công chết ở nhà Hoàng Minh Nhi trong ít phút nữa không, khi số lượng giờ của Tuti cũng như là số lượng của nhà Hoàng Minh Nhi ở nhà cũng sẽ là nhiều hơn. Đây là một cái dốc sẽ khiến cho Tôm thủ nhà được, nhưng mà không phải là một cái nhà ở Tôm. Tôm phải có cần có một cái nhà cũng như những khoanh ruộng ấm có thể sóc đều cũng Nga. Sẽ khó ông Tôm trận thế này. Chúng ta chờ đợi biết xem kích cung gờ cực to của Tú Ti có ốp vào đây không. Tú Ti bây giờ như phải hơn kích cung gờ rồi. Tôm vẫn đang giữ quân và giữ dân liên lạc. Nga cũng phải nhớ khá khó, không còn màn hình máy nào để xem nữa rồi. Máy Gunny bây giờ chắc chỉ còn 1/2 thôi, cùng lắm là fit. Còn siêu nhân đế chế hay sao? Đây rồi, không ai bị phát hiện, chúng ta cũng chờ đợi xem. Tôn này đã bị phát hiện. Căng rồi, căng rồi. Chơi được, cùng ai trên dốc. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Tôn này hai kích, căng rồi. Cùng R có thể đảo, cùng A thì không. Vâng, đây liệu có phải là một tên mà đấu quân để cho Hoàng Minh Nhi nhảy 4 hay không? Cuối cùng người Việt đã mở đã quýt rồi. Và tỷ số ở trong trận đấu thứ hai là 3-2 cho các đội phía Hà Nội. Quá khó đánh. Quá khó đánh với một cái thế trận như thế này. Tom Groy thế bài xấu và đã bị Tuti dâng A thẳng vào mõm. Không thể đỡ nổi. Những kích cung R của Egypt cực trâu máu và cực kỳ trì. Một bài ở Việt mà đã đánh chém quá hay, chém chết nhà đầu cánh của Linda. Xong rồi cũng đã quấy được khá tốt nhà của Hoàng Anh Nhi. Để chờ đợi những con Y của Gunny cũng như là những con chém của ngôi sao đế chế vào. Và chúng ta cũng chờ đợi đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ 3 thôi. Có lẽ là vẫn cần phải một cái gì đấy kinh nghiệm đến từ siêu nhân cũng như là một cái đầu quái thì siêu nhân anh mới có thể chém được đầu cánh tốt cũng như là cầm chủ lực tốt, đẩy cung và giữ quân, giữ dân, bắt quân một cách hoàn hảo. Đấy là những điều mà siêu nhân anh cần phải làm trong những thời gian tới, và tất cả mọi thứ đều phải có thời gian cả thôi, không phải
Không phải cái gì cũng có thể một bước lên thiên đàng được. Chính vì thế mà siêu nhân anh vẫn cần rất nhiều những lời ủng hộ đến từ khán giả, những bạn đang xem truyền hình và những bạn sẽ xem lại clip ở trên trang clip.gamedv.vn. Sau đây ít phút khi mà các clip vẫn đang được cập nhật và upload một cách liên tục lên trên trang clip.gamedv.vn. Toàn bộ các clip HD sẽ được up lên trang một cách nhanh nhất.